Xin chào các bạn. Trong ngày hôm qua mùng 10 tháng 5, một loạt các tờ báo và blogger quân sự Nga đã đưa ra nghi vấn về việc Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tướng Valery Zaluzhny đã thiệt mạng bởi các đòn tập kích dồn dập của Nga trong thời gian trở lại đây. Nghi vấn được nổi lên khi Ukraine thông báo Đại tướng Valery Zaluzhny sẽ không tham gia phiên họp cấp cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Brussels vào thứ Tư, ngày mùng 10 tháng 5. Tướng Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, đã đề cập đến sự vắng mặt của vị tướng Ukraine trong bài phát biểu khai mạc cuộc họp của quan chức quốc phòng các nước thành viên. Ông Bauer nói rằng, ông đã nhận được một lá thư từ người bạn của chúng tôi, Zaluzhny, vào thứ Ba, giải thích rằng ông ấy không thể dự cuộc họp trực tiếp hoặc trực tuyến. Ở đó giải thích lý do vì tình hình phức tạp trong cuộc chiến với Nga. Tuy nhiên, rõ ràng đây là một điểm rất bất thường bởi nó không theo cách làm việc thường thấy của chính quyền Ukraine đương nhiệm, nơi tất cả các quan chức, bao gồm cả Tổng tư lệnh Zaluzhny, đều thường xuyên có những tuyên bố, phát biểu trên truyền thông một cách công khai và đều đặn. Hơn nữa, việc từ chối tham gia một cuộc họp cấp cao của NATO, vốn là những đồng minh ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với Nga và đang bàn bạc các kế hoạch tiếp theo, cũng dường như là một việc không bình thường, nhất là trong bối cảnh Ukraine đang kêu gọi viện trợ hơn nữa cho cuộc tổng phản công của mình. Ngoài ra, việc thông báo bằng một lá thư, một dạng văn bản mà không hề có một hình ảnh, video hay cuộc gọi trực tuyến nào của Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cho bất kỳ một quan chức nào của NATO cũng đặt ra một dấu hỏi lớn. Chính vì vậy, sau khi có thông tin này, một loạt tờ báo Nga như Pravda Russia hay blogger quân sự Riba với hàng triệu người theo dõi trên Telegram đều nhận định rằng có thể ông Zaluzhny đã thiệt mạng. Riba dẫn các phân tích của mình nghi ngờ rằng tại sao tướng Zaluzhny lại không xuất hiện giữa các tin đồn về việc ông ta thiệt mạng. Đồng thời, các nhà phân tích của Riba xác nhận rằng trong số các cơ sở của Ukraine bị Nga tập kích thời gian trở lại đây, có rất nhiều trung tâm đầu não của quân đội Ukraine, từ các sở chỉ huy lữ đoàn tới các sở chỉ huy mặt đất, thậm chí có cả sở chỉ huy của các lực lượng tình nguyện đánh thuê nước ngoài hay còn gọi là quân đoàn quốc tế. Ở đó có nhiều khả năng ông Zaluzhny đã tử thương trong các vụ tập kích vào thành phố Mykolaiv hôm 27 tháng 4, đã tiêu diệt một sở chỉ huy miền Nam của Ukraine, nơi có nhiều quan chức cấp cao nằm trong kế hoạch phản công của Ukraine. Bên cạnh đó là vụ việc hai lần Nga tập kích vào thành phố Pavlograd, tỉnh Dnipro ngày 1 tháng 5, làm nổ kho vũ khí tên lửa tại đây. Sau đó, tiếp tục tập kích hôm 7 tháng 5 vào sở chỉ huy một đơn vị lữ đoàn của Ukraine đang tập trung trong mặt trận Zaporozhye. Ngoài ra, các cuộc tập kích trước đó của Nga vào Chasivja, Kramator hay Slovyan tại mặt trận Bakhmut cũng được đưa vào diện nghi ngờ. Nhìn chung đây là khả năng tương đối cao, bởi thực tế, Nga cũng được cho là đã từng tung nhiều đòn không kích làm thiệt mạng các sĩ quan cấp cao của đối phương trong cuộc chiến Ukraine lần này. Nổi tiếng nhất là vụ việc được cả những tờ báo phương Tây ngầm xác nhận, khi dẫn nguồn tin từ báo quân sự Mỹ cho biết. Trong đợt tấn công với quy mô lớn hồi tháng 3 năm 2023 bằng hàng chục tên lửa các loại khác nhau, trong đó có 6 quả Kinzhal nhằm vào một vị trí tại Lviv, miền Tây Ukraine. Trong đó, Nga đã hủy diệt nhiều mục tiêu quân sự của Ukraine, trong đó có việc gây thiệt hại lớn cho các quan sĩ NATO. Tờ Pronews của Hy Lạp trích dẫn rằng, tên lửa siêu thanh Kinzhal đã bắn trúng và đánh sập hệ thống hầm ngầm của Ukraine được xây dựng ở độ sâu khoảng 120m và là nơi trú ẩn của 300 quân nhân, trong đó có nhiều sĩ quan NATO. Hầu hết những quân nhân này đều là công dân Ba Lan, Anh và Mỹ. Đến nay, một số người đã được tìm thấy, nhưng phần lớn họ vẫn bị chôn vùi sâu dưới lòng đất. Nguồn tin này cũng cho biết, tính đến nay, đây là cuộc tấn công quy mô lớn nhất của Nga nhằm vào lực lượng quân sự phương Tây tại Ukraine. Mặc dù vậy, các quốc gia phương Tây vẫn chưa có phản ứng chính thức nào với vụ tấn công này. Trong khi đó, một vụ nổi tiếng khác gần đây là tin đồn về việc tư lệnh phòng vệ Ukraine, tướng Igor Tansyura, cũng vong mạng hôm 2 tháng 5 do pháo kích từ lực lượng Wagner tại ngoại vi mặt trận Bakhmut cũng được lan truyền. Phía Ukraine phủ nhận thông tin này, nhưng cho đến nay, tướng Igor Tansyura vẫn chưa xuất hiện trở lại trước truyền thông hay công chúng để xác nhận mình còn sống và khỏe mạnh như cấp dưới của ông, Denis Zelensky, người là phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ lãnh thổ Ukraine, thông báo với truyền thông. Trong khi đó, trường hợp của tướng Zaluzhny cũng đang trong tình trạng tương tự. Vị chỉ huy cấp cao nhất trong quân đội Ukraine đã không xuất hiện trước truyền thông nhiều ngày nay, bất chấp những tin đồn ngày càng tăng về việc ông đã thiệt mạng. Trong khi đó, trước các tin đồn, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Anna Malia đã bác bỏ thông tin này. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine viết trên Telegram của mình rằng: "Chúng tôi đã thấy những tin nhắn như vậy từ 3 tuần nay. Mọi người đều còn sống." Theo bà Malia, những tin đồn về cái chết của chỉ huy Ukraine xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Nga một cách thường xuyên. Nhưng rõ ràng, như vậy là chưa đủ để xác nhận việc tướng Zaluzhny hay cả tướng Tansyura còn sống và khó có thể xua tan hoàn toàn những tin đồn về cái chết của các nhà lãnh đạo quân sự của họ.
Và chỉ khi nào các vị tướng này xuất hiện trước truyền thông, công chúng một cách trực tiếp thì mọi nghi vấn mới có thể qua đi. Ở một khía cạnh khác, một số nhà quan sát cho rằng không thể loại trừ khả năng tướng Zaluzhny đã bị cách chức hay cho về hưu bởi những thất bại của quân đội Ukraine. Thông tin về mâu thuẫn giữa giới quân sự và chính trị của chính quyền Kiev vốn vẫn là một chủ đề được chú ý. Căng thẳng đạt tới đỉnh điểm nhất vào tháng trước khi có những thông tin cho rằng tướng Zaluzhny và Tổng thống Zelensky bất hòa với nhau xung quanh vấn đề bỏ hay giữ Bakhmut. Ở đó, Tổng thống Zelensky không phê chuẩn việc rút quân, trong khi tướng Zaluzhny đề xuất rút lui để bảo toàn lực lượng cho chiến dịch phản công. Ngoài ra, một trường hợp khác có thể giải thích cho sự vắng mặt đột ngột của ông Zaluzhny là vị chỉ huy này đang cố tình né tránh những thông tin liên quan trước thềm cuộc phản công mà nhiều người, trong đó có cả tướng Zaluzhny, tin rằng sẽ thảm bại. Và sau đó, nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và vị thế chính trị của ông. Điều này trái ngược với Tổng thống Zelensky, người được cho là đã đặt cược hết vận mệnh của mình vào cuộc phản công lần này của Ukraine. Thế nhưng cho đến nay, cuộc phản công ấy vẫn chưa diễn ra. Vậy các bạn có nhận định gì về vấn đề này? Liệu tướng Zaluzhny còn sống? Hay còn câu chuyện liên quan nào đáng chú ý? Hãy để lại ý kiến bình luận của mình nhé! Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.